Xin chào, mình là Theo. Nhấn vào đây để đăng ký theo dõi. Ngày hội thể thao của các xe buýt nhỏ. Các em à, tuần tới sẽ có ngày hội thể thao ở trường đó. Các em sẽ được chia thành hai đội là đội xanh và đội trắng để thi đấu với nhau. Tụi em sẽ thi những gì vậy cô? Như các em thấy đó, các em sẽ được thi chuyền bánh xe, thi vượt chướng ngại vật, thi kéo co, thi đập bóng và thi chạy tiếp sức. Giờ thì chúng ta sẽ tiến hành chọn ngẫu nhiên hai đội thi đấu. Dạ được. Tayo, em muốn được chung đội với ai vậy hả? Chắc là Speed hoặc Sai vì họ giỏi thể thao mà. Anh muốn người mạnh như là Toto đó. Giờ thì bắt đầu nào. Ê, ai sẽ vào đội mình đây? Ôi, làm ơn cho ai đó giỏi giỏi một chút đi. Làm ơn. Anh Tuyết, Speed và Sai cùng đội với anh rồi. Chúng ta đã chọn được hai đội thi đấu. Đội của em thật là bất lợi quá. Có vẻ chẳng cần cố thì đội anh cũng thắng. Không thể để việc đó xảy ra được. Bọn mình phải đi tập huấn đặc biệt thôi. Các cậu, chúng ta phải cố gắng để thắng đội xanh vào ngày hội thể thao mới được. Nhưng về thể thao thì em không tự tin lắm đâu. Đội xanh toàn là những người giỏi thể thao không mà. Cho nên tụi mình càng phải cố gắng hơn nữa. Nếu chăm chỉ tập luyện hàng ngày thì sẽ ổn thôi mà. Được thôi. Bắt đầu tập luyện nào. Tới nè. Các cậu đang làm gì vậy? Phải đỡ rồi đẩy về hướng ngược lại chứ. Giờ tới lượt em đó, Lenny. Em né như vậy thì làm sao mà chơi được? Nhưng mà nó đáng sợ mà. Ôi trời, các cậu ấy còn tệ hơn là mình tưởng tượng nữa. Tayo, tụi anh đang tính ra bờ sông chơi nè, em muốn đi không? Anh đi đi, tụi em chỉ mới bắt đầu tập luyện để thi đấu thôi. Phải công nhận là đội này chơi dở thiệt luôn á. Đằng nào tụi mình cũng thắng thôi, cứ thoải mái đi. Gì chứ, vậy tụi anh đi đây. Cứ đợi đó mà coi, mình sẽ dạy cho đội xanh một bài học mới được. Từ hôm đó, các thành viên đội trắng hàng ngày đều luyện tập chăm chỉ để chuẩn bị cho ngày hội thể thao. Sao các cậu lại thả dây như vậy chứ? Như vậy rồi, như vậy nữa. Cậu phải coi chừng để không đụng vào chướng ngại vật chứ. Xin lỗi cậu, mình đập quả bóng này nha. Cậu đâu cần phải xin phép như vậy đâu. Mình nghĩ giải lao chút đi. Không được, cứ như vậy là không thể nào thắng nổi đội xanh đâu. Nhưng cậu nghĩ nếu cố gắng chúng ta có thể thắng sao? Phải, mình không tự tin cho lắm. Gì chứ, chưa gì mà các cậu đã bỏ cuộc rồi. Không thử thì chẳng bao giờ biết được đâu. Nhưng đội đó chỉ toàn người chơi giỏi thôi. Đúng vậy. Vậy là các cậu không muốn thắng một chút nào hả? Không phải là vậy đâu mà. Thôi quên đi, đừng bận tâm chuyện đó nữa. Vào ngày hôm sau. Tayo, em tập luyện tới đâu rồi? Đừng nhắc chuyện đó nữa. Hình như chẳng ai có ý chí muốn chiến thắng hết. Đội em coi như xong rồi. Tốt nhất mấy đứa nên từ bỏ sớm đi. Cái gì vậy? Em xin lỗi, anh không sao chứ? Mọi người đang làm gì ở đây vậy hả? Từ sáng sớm tới giờ bọn mình tập luyện ở đây đó. Anh từng nói nếu không thử thì sẽ không biết được đó. Đúng là tụi mình không giỏi thiệt, nhưng cũng có thể cố gắng mà. Các cậu à. Được rồi, hãy cố gắng hết sức nào. Được thôi. Tha vô. Họ chăm chỉ quá. Chắc mình cũng nên luyện tập với đội của mình thôi. Các cậu. Các cậu muốn luyện tập cho ngày hội thể thao không? Đúng vậy, ít nhất cũng phải tập thử một lần chứ. Khỏi đi, nếu tụi mình thắng chắc rồi cần chi tập nữa. Đúng đó, mà công nhận nhạc này hay ghê á. Cùng nhảy đi nào. Nhưng mà hả? Như
vậy liệu có ổn không? Sau nhiều ngày luyện tập và vui chơi, cuối cùng ngày hội thể thao cũng đến. Các em à, hãy cố hết sức và đừng để bị thương đâu. Em thấy lo lắm. Đừng lo mà, nếu làm được như lúc tập luyện thì sẽ không sao đâu. Và bây giờ ngày hội thể thao bắt đầu. Xe buýt nhỏ Tayo. Ha, thấy chưa hả? Đội thắng trò chơi đầu tiên là đội xanh. Vậy đội thắng trò chơi thứ hai cũng là đội xanh. Công nhận là đội xanh giỏi thật đó. Phải, mấy đứa đã thắng hai trò liên tiếp rồi. Các cậu chẳng thể đỏ được với đội mình đâu. Các cậu đã luyện tập chăm chỉ, nhưng có vẻ chỉ phí thời gian thôi. Phi, bớt tự mãn đi. Xin lỗi anh Thay Dương. Giá mà bọn mình giỏi hơn một chút nữa. Không đâu, mọi người đã làm tốt hơn lúc tập rồi. Đúng vậy, hãy làm tốt hơn nữa trong trò tiếp theo nào. Được thôi. Bọn mình cũng sẽ cố gắng. Bây giờ sẽ bắt đầu trò thứ ba, trò chơi kéo co tập thể. Chắc là đội xanh sẽ thắng luôn cả trò kéo co mất thôi. Phải, tôi khỏe vậy kia mà. Em chở hết nổi rồi. Cố lên nào mọi người ơi. Cậu làm cái trò gì vậy hả? Đội trắng đã thắng. Tụi mình đánh bại đội xanh rồi. Giờ cậu hết đây ra cha. Không thể nào. Thôi, tại cậu mà tụi mình mới thua á. Xin lỗi cậu, tại cậu gây mắc cười quá. Tiếp theo là trò đập bong bóng, có phải không? Ừ, chắc chắn sẽ không thua nữa đâu. Giờ chỉ còn lại mỗi mình Ruby là xong rồi. Đội trắng sẽ thua nữa cho coi lên. Phải làm sao đây? Ôi không, cứ như vậy thì tụi mình sẽ thua mất. Làm sao bây giờ? Ruby ơi, đứng coi mấy cái bong bóng đó là rác đi. Vậy rác hả? Rác. Mình phải dọn hết rác mới được. Đã dọn xong rồi. Cậu giỏi lắm đó Robby à. Đúng là tuyệt vời. Sao có thể như vậy được chứ? Quý tổ, bây giờ tỷ số đang đều nhau á. Bây giờ sẽ bắt đầu trò chơi cuối cùng của ngày hôm nay, trò chạy tiếp sức. Mọi người ơi, hãy cho họ thấy khả năng của tụi mình đi. Được thôi. Lần này thì không thể để thua được đâu đó. Đừng có lo chuyện đó. Thì đua là điểm mạnh của tụi mình mà. Trò này sẽ quyết định đội thắng ngày hôm nay đó. Đúng vậy. Sẵn sàng. Xuất phát. Ở lại vui vẻ nha. Sai đúng là nhanh hơn hẳn. Tuyệt vời. Ra đây cố lên nào. Nè, tự lý. Hả? Cậu chuyện đi đâu vậy? Bọn họ đang làm gì vậy? Là do chưa từng luyện tập chuyện bánh xe đó. Robby, tới cậu đó. Cảm ơn nha. Đội trắng dẫn trước đội kia. Thật là hồi hộp. Nhận lấy này ra cha. Được rồi. Tô tô. Tiếp theo là Lani và Rocky. Mình biết phải cổ vũ cho ai đây? Không dễ đâu ha. Speed. Tốt lắm. Lên nào. Đây là vòng cuối cùng. Mình không thể thua được. Động mơ đi. Giỏi lắm Speed. Không thể kết thúc như vậy được. Cả đội đã rất cố gắng mà. Cậu sẽ không bao giờ bắt kịp đâu. Ôi không. Tốt
sao? Biết để mất bánh xe rồi. Chúng ta sẽ thua thiệt đó. Chỉ một chút nữa thôi. Cậu mơ đi. Speed bắt kịp rồi. Cậu ấy nhanh không tưởng luôn á. Mình là chiếc xe nhanh nhất thế giới. Mình sẽ không để thua đâu. Cố lên anh Khai nha. Cố lên. Phần thắng trò chơi này thuộc về đội trắng. Giờ mọi người mới được như vậy đó. Tụi mình thua rồi. Lẽ ra tụi mình nên luyện tập nhiều hơn. Mấy đứa đừng có buồn vậy chứ. Ngày hội thể thao đâu có quan trọng thắng thua đúng không? Quan trọng là các cháu đã chơi với nhau thật vui vẻ. Chị Hana, chú Sito. Chị thấy hay là giờ mấy đứa sang chúc mừng cho đội trắng đi, được không? Dạ được. Và đội thắng chung cuộc ngày hôm nay chính là đội trắng. Chúc mừng các cậu nha. Cuối cùng ngày hội thể thao cũng kết thúc tốt đẹp. Nhờ nó mà mọi người đã trở nên thân thiết với nhau hơn. Làm ơn chọn mình. Một buổi sáng đẹp trời. Xe taxi Nuri trẻ đang làm việc chăm chỉ. Chào Nuri. Chào buổi sáng. Bạn không quên buổi tiệc vào tuần tới chứ? Là tuần tới hả? Mình quên mất tiêu luôn đó. Vậy bạn vẫn chưa quyết định sẽ đi cùng ai hả? Chưa. Mình nhớ lần trước bạn đi với Speak đi. Và không phải bạn tham gia cuộc thi hát sao? Và mỗi ngày khi mặt trời xuất hiện, mình lại đi làm. Mình tên là Speedy. Hát cái gì vậy? Nghe ghê quá. Mình nghe không nổi luôn á. Mình nghĩ là lần này bạn sẽ rút kinh nghiệm dẫn theo ai đó hát thật hay. Gặp lại bạn sau nha. Lần này mình sẽ không bị bẻ mặt như lần trước. Nhưng mình phải đi với ai bây giờ? Nhỏ vui tinh, chạy đến đây rồi đến kia. Là ai đang hát vậy ta? Nghe cũng hay đó. Ủa là Thái Du. Mình phải qua nói chuyện với bạn ấy. Thái Du. Chào Nuri. Bạn hát nghe cũng hay quá đó. Bạn làm mình ngại quá chừng luôn. Nè Thái Du, không biết là bạn có muốn cùng mình tham gia buổi tiệc không? Buổi tiệc? Phải. Tất cả taxi đều dẫn theo một vị khách đặc biệt của mình. Lần trước mình đi với Speed đi, nhưng lại kết thúc trong thảm họa. Cho nên lần này mình muốn đi với ai đó có thể hát hay như bạn vậy đó Thái Du. Nói đến hát là phải có Rocky. Anh Rocky. Anh thật sự là một ca sĩ hát hay đó. Có lẽ còn tốt hơn cả Thái Du nữa. Thật hả? Tất nhiên. Vậy anh hát cho em nghe đi. Nếu như em muốn. Rocky, 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 mình là xe buýt lem lắm. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, mình sẽ đi thật nhanh. Rocky, 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 Rocky. Thôi, Rocky. Hả? Thế nào? Anh hát hay không? Cái đó, nhưng mà Rocky à, em đã hỏi Thái Du trước, nên phải xem thử Thái Du muốn thế nào. Mẹ Thái Du, làm ơn đi, mình không thể đi với anh Rocky. Có lẽ là không. Mình sẽ đi với bạn. Cảm ơn Thái Du. Cái gì? Vậy mình sẽ tới trạm xe buýt vào ngày mai để luyện tập nha. Được thôi. Hả? Nuri, em sẽ đi với Thái Du mặc dù anh đã hát cho em nghe sao? Hẹn gặp lại ngày mai, tạm biệt. Anh Rogi gặp lại sau nha. Thái Du. Cái gì? Dám nghi ngờ giọng hát của Rogi hả? Cứ đợi đó. Ngày tiếp theo, Thái Du và Nuri đang luyện tập tại trạm xe. Wow, chúng ta kết hợp thật là ăn ý đó. Có vẻ như vậy. Gọi đó là hát sao? Hãy coi anh làm được những gì nè. Hay là chúng ta tập lại lần nữa? Được thôi. Và rồi mỗi ngày khi mặt trời sắp lên, mình thích làm việc, mình là Rocky. Anh Rocky. Hả? Sao? Có chuyện gì hả? Tại sao anh lại đột nhiên chen ngang vào? Anh không thấy là tụi em đang tập sao? Hả? Anh chỉ đang luyện tập khi chạy ngang qua thôi. Xin lỗi vì làm phiền đến hai em nha. Thử lại lần nữa ha.
Rum 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 chúng ta đi khắp nơi. Một ngày thật vui tươi. Rum mình là Rocky. Chiếc xe buýt nhỏ Rocky. Anh Rocky. Hả? Anh Rocky, anh cứ cắt ngang tụi em là sao? Ai cắt ngang vậy? Anh đã nói là anh chỉ chạy ngang qua. Anh Rocky, em đã nói là tụi em đang tập luyện mà. Được rồi, được rồi. Vậy tập luyện tốt nha. Anh đi đây. Anh ấy đi thật rồi chứ? Mình nghĩ lần này chắc anh ấy đi thật đó. Tại sao anh Rocky lại làm như vậy hả? Anh Rocky đã đi rồi, chúng ta cùng nhau tập luyện tiếp nào. Được. Sẵn sàng, hát thôi. Một ngày khi mặt trời sắp lên. Lại là anh Rocky nữa. Mình là xe buýt lam, lệnh Rocky. Mình rớt, mình ăn, mình lao, mình chui. Mình là Rocky thần kỳ. Mình chạy thật nhanh. Thôi mà, anh Rocky. Hai vô, mình hãy tìm nơi khác để tập luyện đi. Rơm, thật là thích quá đi. Hai mấy đi rồi sao? Tưởng là có thể đẩy mình ra được sao? Mình sẽ đi theo đến cùng. Chắc là ở đây ổn rồi đúng không? Phải, mình không thấy anh Rocky nữa. Vậy thì chúng ta tập luyện từ đầu nha. Được thôi. Khi bình minh đang tràn về bên hiên nhà và nắng đón chào chúng ta. Rocky thần kỳ. Khi bình minh đang tràn về trong hiên nhà, nắng đón chào chúng ta. Rocky. Đường tuy xa mà ta luôn luôn hân hoan. Rầm rầm rầm. Rocky. Thật là phân khích. Rocky. Xe buýt nhỏ, xe buýt nhỏ. Rocky. Ta hát bài cùng nhau. Anh Rocky. À, cái gì? Anh định cố cắt ngang tụi em như vậy hả? Dừng lại đi. À, anh xin lỗi, anh không hề cố ý làm vậy đâu. Chỉ là anh muốn chứng tỏ rằng anh cũng có thể hát tốt thôi. Nuri ơi, cho anh đến bữa tiệc với nha. Sao chứ? Nuri ơi, em có nghĩ là anh hát hay hơn ta vô không? Nè, anh Rocky, lẽ ra em nên nói với anh ngay từ đầu. Nói với anh cái gì? Là Thay Vô hát hay hơn anh nhiều. Đó chính là lý do em đã mời Thay Vô chứ không phải anh. Sao? Nên anh làm ơn đừng cản trở tụi em nữa mà được không? Được thôi. Anh biết rồi. Anh Rocky. Thay Vô, mình bắt đầu tập lại đi hát. Tha vô xe buýt nhỏ. Buổi tối ở trạm xe. Nhưng vẫn không thấy Rocky đâu cả. Anh Rocky chắc cảm thấy đau đớn. Nhưng anh ấy có thể đi đâu được chứ? Anh Rocky về kìa. Thật hả? Anh Rocky, sao anh về trễ vậy? Anh mệt quá, anh đi ngủ trước đây. Không biết là anh ấy đã làm gì ta. Anh cũng vậy. Kể từ ngày hôm ấy, Rocky luôn về trạm xe trễ. Hôm nay anh Rocky lại về trễ. Ngày hôm sau, Taiyo làm xong việc và đang trên đường chạy về nhà. Không biết là mỗi ngày anh Rocky đi đâu sau khi xong việc nữa. Đó là anh Rocky. Đó không phải là hướng đi về trạm xe. Mình phải theo mới được. Mất dấu anh ấy rồi. Chắc là anh ấy đi đường này. Mình đi làm mình. Bài hát gì vậy ta? Rồi quay lại như chi chó. Rơm 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 rơm. Mình đi làm mình. Wow, anh Rocky hát hay hơn lần trước nhiều lắm. Công nhận hát hay thật. Mình nghĩ mình đã luyện tập thật là hiệu quả. Thì ra mỗi ngày anh Rocky đến đây để luyện hát. Đúng là hiệu quả của việc luyện tập. Nuri chưa bao giờ nghĩ sẽ dẫn mình đến buổi tiệc. Bây giờ mình cũng có thể hát rồi. Anh Rocky chắc rất muốn đến bữa tiệc cùng với Nuri. Mình biết rồi. Cuối cùng cũng đến bữa tiệc của Nuri. Nè Thái Vô, bạn đã chuẩn bị xong hết chưa? Có chuyện gì vậy? Bạn đang làm gì ở đó? Đột nhiên sáng nay Thay Vô cảm thấy không khỏe. Xin lỗi Nuri.
mình nghĩ là hôm nay mình không đi với bạn được. Cái gì? Hôm nay là tiệc đó, nếu bạn không đi thì ai đi với mình? Xin lỗi. Hay là bạn đi với anh Rogi thay cho mình nha, được không? Cái gì? Anh Rogi hả? Nhưng mà... Chỉ có anh Rogi mới biết hát bài hát chúng ta đang luyện tập. Hay là bạn cứ nghe anh Rogi hát thử rồi chúng ta sẽ quyết định. Nhưng mà... Anh Rogi, hát đi anh, hát đi. Anh hả? Nếu Nuri lại không thích thì sao? Không, mình đã luyện tập rất chăm chỉ mà. Được, mình sẽ thử. Kìa Bình Minh đang tràn về bên hiên nhà và năng đón chào chúng ta. Tên mình đó, Rogi. Cùng về mau mau một ngày vui sao cười rộn ra với nhau đi nào. Tên mình đó, Rogi. Wow, Rogi hát hay quá. Mình cùng nhau rong ruổi khắp đời, cùng một người bạn thân tên Nuri. Còn mình là Rogi. Wow, cả hai hát hay thật. Đúng là một đội ăn ý đó. Nè, anh Rogi, em đã cư xử không đúng với anh rồi. Em xin lỗi. Anh có muốn tới dự tiệc với em không? Hả? Tất nhiên là anh muốn đi cùng với em rồi. Cảm ơn anh Rogi. Vậy thì được rồi kìa. Anh đã xong rồi, chúng ta đi thôi. Dạ. Hôm nay nhìn hai người rất là tuyệt đó. Chúc anh đi chơi có một buổi tiệc thật vui. Cảm ơn, anh đi nha. Chúc tạm biệt. Taiyo, chị đã kiểm tra xong nhưng không có vấn đề gì cả. Em có chắc là em bị bệnh không? Dạ. Tại em tự nhiên thấy khỏe hơn rồi chị ơi. Sao chứ? À, Taiyo đã giả vờ bị bệnh. Như vậy thì Rogi mới có thể đi với Nuri đến bữa tiệc. Anh hát hay hơn lúc trước nhiều đó. Ý em là sao? Nào giờ anh hát hay lắm mà. Taiyo là giỏi nhất. Sáng sớm, những bạn xe buýt nhỏ đã tập trung trước tiệm sửa chữa. Lễ hội của xe. Đó là lễ hội hàng năm mà chúng ta mời các bạn về trạm xe để vui chơi. Sẽ rất là vui. Wow. Chúng ta sẽ có chương trình biểu diễn tài năng. Chắc chắn là sẽ rất vui. Và đặc biệt, chúng ta sẽ có lễ trao giải xe buýt của năm. Giải thưởng xe buýt của năm nào? Đó là giải thưởng dành tặng cho bạn xe buýt làm việc chăm chỉ nhất năm. Cho chị hỏi nè, có ai muốn trình diễn trong chương trình tài năng không? Hả? Ý chị là bọn em cũng có thể biểu diễn. Dĩ nhiên rồi. Nhưng chúng ta có thể trình diễn cái gì trong chương trình tài năng? À, em biết rồi. Sao anh Taiyo không biểu diễn một bản nhạc với tiếng xịt khói? Đúng là ý kiến hay. Em hả? Phải đó Taiyo, hãy thử đi. Phải. Mọi người đều yêu thích nó nên em có thể giành được phần thưởng đó. Mọi người nghĩ vậy hả? Được rồi, mình sẽ cố gắng luyện tập và giành phần thưởng thật lớn. Taiyo đã luyện tập mỗi ngày để giành được giải thưởng lớn. Cuối cùng cũng đã đến buổi sáng của ngày lễ hội. Chắc chắn em sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi tài năng cho mà coi. Cảm ơn mọi người. Mà nè, mọi người nghĩ ai sẽ giành giải xe buýt của năm? Đương nhiên là anh rồi. Mình thật sự hy vọng rằng một trong số chúng ta có thể đạt giải. Vậy thì thật là tuyệt. Nhưng có lẽ điều đó sẽ không xảy ra. Cũng có thể lắm. Chúng ta vẫn còn rất nhỏ và còn rất nhiều bạn xe buýt giỏi hơn chúng ta nhiều. Nhưng một ngày nào đó không xa, anh sẽ là xe buýt của năm. Em cũng vậy. Bây giờ thì chúng ta đi làm việc thôi. Chúng ta sẽ mau chóng kết thúc công việc và tham gia lễ hội. Được rồi. Làm xong công việc của mình, Taiyo đang trên đường chạy về nhà. Hôm nay mình xong việc trễ hơn so với dự tính. Hy vọng là mình sẽ không bị trễ buổi lễ hội. Mình phải nhanh lên mới được. Có chuyện gì vậy? Tại sao em lại khóc?
Ôi không, chắc là Candy Bus có gì đó nhầm lẫn rồi. Mình phải nên làm gì đây? Mình phải quay về nhà để chuẩn bị cho cuộc thi tài năng mới đúng. Mẹ ơi! Nhưng mình không thể để em ấy ở lại một mình được. Nè em ơi. Dạ. Anh sẽ chở em về trường mầm non. Bây giờ thì em đừng có lo nữa. Cảm ơn anh. Được rồi, lên xe đi em. Dạ. Được rồi, chúng ta đi thôi. Mình vẫn có thể kịp giờ diễn. Nếu mình nhanh hơn, mình phải nhanh hơn mới được. Nhanh lên. Chương trình sẽ sớm bắt đầu có phải không? Em thấy hào hứng quá. Hả? Chú không thấy Tà Dô đâu hết à? Chú đừng lo mà. Chắc chắn là em ấy đang bận tập luyện ở đâu đó thôi. Cháu nghĩ vậy sao? Dạ. Ồ. Bắt đầu rồi. Rất vui được gặp các bạn. Tôi sẽ là người dẫn chương trình cho buổi tối ngày hôm nay. Tôi là Hana. Còn tôi là Rocky. Hôm nay chị Hana trông thật là đẹp trong bộ váy đó. Rocky, anh nghĩ ai sẽ là người đạt danh hiệu xe buýt của năm? Anh không thể chờ đợi thêm nữa. Xe buýt của năm sẽ được thông báo vào cuối lễ hội. Nên các bạn đừng đi đâu đó. Và bây giờ không làm mất thời gian nữa. Đây là lúc bắt đầu sự kiện đầu tiên của lễ hội. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc thi tài năng. Tôi nghe nói có rất nhiều bạn xe hơi đẹp đang chờ để biểu diễn tài năng. Phải, và bây giờ xin được mời thí sinh đầu tiên. Xin giới thiệu Speedy và Shy. Là Speedy và Shy. Sẵn sàng chưa Shy? Tất nhiên rồi. Chúng ta đi thôi. Quá, không biết Thayo đang ở đâu nhỉ? Thayo, cảm ơn rất nhiều. Em cảm ơn. Đó là niềm vinh hạnh của anh, chào nha. Tạm biệt. Tuy bị trễ nhưng mình cảm thấy rất vui khi giúp em ấy. Mình vẫn có thể kịp giờ nếu mình chạy về nhanh. Xe buýt nhỏ ơi. Cô có sao không ạ? Cô nghĩ là em bé sắp ra đời rồi. Em bé hả? Cô đã gọi xe cấp cứu nhưng đau quá không chịu nổi nữa. Cháu sẽ đưa cô đến bệnh viện nha. Nếu mình đưa cô ấy đến bệnh viện thì sẽ không thể nào tham gia cuộc thi tài năng được. Mình đã luyện tập rất nhiều để thi mà. Nhưng mình không thể làm ngơ khi có người cần mình giúp đỡ được. Bây giờ cô lên xe đi ạ. Cảm ơn. Cô ngồi vững vào nha. Ta vô xe buýt nhỏ. Trình diễn tuyệt vời từ Tony. Và bây giờ thí sinh cuối cùng của ngày hôm nay là Tayo xe buýt nhỏ. Tayo. Ủa Tayo, Tayo ra đi. Tayo. 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 Tayo đâu? Có chuyện gì vậy ta? Tayo đâu rồi? Đâu rồi? Có vẻ như Tayo sẽ không trình diễn vào tối nay. Bây giờ chúng ta nên kết thúc phần thi tài năng ở đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cuộc thi tài năng kết thúc rồi. Bạn ấy đâu? Tayo. Mình rất vui vì cô ấy đã sinh em bé an toàn. Dù sao thì bây giờ cuộc thi tài năng cũng kết thúc rồi.
Mình đã luyện tập thật chăm chỉ vậy mà. Có chuyện gì xảy ra ở đó vậy? Mình phải đến gần để xem mới được. Xin lỗi, mọi chuyện vẫn ổn chứ ạ? Chị Hana. Tayo. Chị làm gì ở đây vậy? Chị thấy lo lắng quá nên chị tìm em nãy giờ. Chị Hana. Nói cho chị nghe nè, em đã đi đâu vậy? Thật ra thì... Tùy ra chuyện là vậy. Em xin lỗi, thật sự em rất muốn đến đúng giờ. Đừng nói xin lỗi mà. Thực ra chị đã rất tự hào về em, bởi vì em đã giúp đỡ rất nhiều người. Cảm ơn chị Hana. Chắc là em phải thất vọng lắm vì đã bỏ lỡ cuộc thi tài năng. Dạ không sao, em có thể biểu diễn vào năm sau. Em sẽ luyện tập chăm chỉ đến khi đó và giành giải thưởng lớn nhất luôn. Wow, tuyệt quá, thầy Dương. Trời tối rồi, chúng ta về trạm xe thôi nào. Dạ. Lễ hội đã kết thúc rồi. Chào mừng bạn đã trở về. Chào mừng quay về. Mọi người, tụi mình này đang đợi bạn đó. Tayo, cháu đã làm những việc rất giỏi. Cảm ơn Tayo, mình đã bỏ quên bé trai ở lại, nhưng bạn đã tìm ra em ấy. Còn chị mới nghe được tin từ bệnh viện, cô mang thai mà em chở đến vẫn khỏe đấy. Đó là chuyện mà em cần làm mà. Rocky, chúng ta hãy cùng bước tới phần cuối cùng của lễ hội xe buýt hàng năm đi nào. Nhưng mà lễ hội đã kết thúc rồi mà chú. Chưa đâu. Vẫn chưa đâu. Và bây giờ tôi xin trân trọng tuyên bố giải thưởng xe buýt của năm. Giải thưởng xe buýt của năm thuộc về không ai khác ngoài hồi hộp quá Tayo xe buýt nhỏ. Cái gì mình hả? Đúng vậy Tayo, cháu luôn làm việc chăm chỉ. Hơn nữa hôm nay cháu đã làm việc rất có ý nghĩa. Tayo, cháu thật sự rất xứng đáng. Chúc mừng Tayo. Chúc mừng Tayo. Wow, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mừng em nha Tayo. Tayo đã có một ngày hạnh phúc nhất. Chúc mừng Tayo.